Chào anh em nhá. Chào mừng anh em đến với này YouTube của shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhá. Tân Ánh Ngọc Ánh đến từ Nhà Nam, Tân Yên, Bắc Giang nhá các bác nhá. Như các bác đang thấy đây. Đây là một chiếc bơm máy cao áp hiệu Rongsin hàng cao cấp nhất, phiên bản mới 2019 màu cam nhá. Hôm nay giới thiệu cho các bác đó là shop đã nhập được cái bộ đầu bò hay gọi là bộ hơi trên của bơm máy cao áp Rongsin. Như các bác đã biết là mấy bao nhiêu đợt trước, từ trước đến giờ các bác gọi điện cho shop mà hỏi là mua phụ kiện của bơm Rongsin thì shop có trả lời cho các bác là hầu như là không có cái gì hết đã thay thế, chỉ có dây bơm thôi. Thì bây giờ nắm theo nhu cầu là các bác dùng cái bơm Rongsin này rất nhiều, qua thời gian lâu thì nó đã hỏng, nó đã xuống cấp, thì các bác cần những cái phụ kiện để thay thế. Thì shop đã cố gắng liên hệ với lại bên Trung Quốc để đặt hàng những cái phụ kiện về cho các bác để thay thế nhé, bên xưởng bên kho ấy. Thì bây giờ bước đầu tiên là đã nhập được cái đầu bò. Bước đầu tiên đã nhập được cái đầu bò. Thì đây cái đầu bò này nhá, các bác quan sát này, đúng đầu bò của hàng Rongsin, đúng đầu bò xịn, có ống dẫn hơi. Và các bác chỉ bắt nó vào đây, bắt ống dẫn hơi vào đây là các bác dùng. Đây, nút đỏ đây, đúng hàng loại 1 nữa các bác nhé. Đấy. Đây các bác quan sát sơ này, thì hàng này nó là hàng thay thế. Hàng thay thế thì cái hệ thống ốc này nó có siết vào thử để nó tét thôi. Thế còn hàng theo bơm thì là hàng ốc chìm. Thế nhưng nói chung là cái này là cái đúng cái phần đầu bò, phần nén cao tầng trên của bơm Rongsin, bơm máy Rongsin các bác nhé. Thì bây giờ các bác khi mua bộ đầu bò này thì sẽ có thêm cho các bác cái ti đồng này, có thêm cái ti đồng này. Thế còn cái ti đồng này thì các bác mà không bị hỏng thì các bác có thể không mua, các bác mua đầu bò này không cũng được, thì bớt lại cái ti sẽ được trừ tiền nhé. Thì bây giờ trước mắt ấy là sẽ có đầu bò và có ti. Thế nhưng mà giá của cái đầu bò này ấy, thì là giá đầu bò riêng này, ti riêng. Nói chung là shop sẽ bán đầu bò riêng và ti riêng, tại vì khi nhập hàng về cũng vậy, khi nhập hàng về nếu mà nhập đầu bò thì là tính tiền đầu bò, còn nhập thêm ti thì là kho xưởng tính thêm tiền ti. Thì bây giờ khi bán ra cho các bác thì cũng như vậy luôn, các bác mua đầu bò thì tính tiền đầu bò riêng, mua thêm tiền ti thì tính thêm tiền ti nhé. Đấy, thì bây giờ sau này đến thời gian tới, lô hàng tới thì sẽ nhập được cái ti nẻ này riêng cho các bác, nhập được ti nẻ riêng cho các bác. Thế còn lô hàng này thì sẽ không có ti nẻ đâu, ti nẻ này chỉ có đi theo đầu bò thôi. Lô hàng tới sẽ cố gắng nhập nhiều ti nẻ này về cho các bác nhé, để các bác thay thế. Thì bây giờ cái phần đầu bò trên này này, thì quan trọng nhất đó là cái phần phốt này này, phần ti, phần phốt này. Thì đối với dòng Rongsin, em phải zoom gần lại nhé, đối với dòng Rongsin các bác quan sát này, nó có ba cái phốt, hay là gọi là ba cái lá gió. Ba lá gió này là ba lá gió là vòng tròn nguyên này, mà nó này dạng phíp cứng. Nó tiện dẫn vào đây. Nói chung đối với Rongsin này ấy, các bác có lá gió các bác cũng không thay được, không thể thay được. Muốn thay được thì phải có cái dụng cụ đặc biệt, dụng cụ vam cảo đặc biệt mới thay được nhé. Thế đây là như tôi đơn giản nhất, tôi nhìn như này thì tôi hình dung ra là nhà máy sản xuất đúc sẵn cái lá gió vào trong này luôn. Đấy, như mình có tháo ra, mình gãy ra là sẽ đứt lá gió mới ra được, và con lá gió mới cũng không lắp vào được nhé. Thì chỉ có một, đối với bơm Rongsin này ấy, để mà thay lá gió ấy, thì sẽ không thay được, là chỉ có lựa chọn cho các bác, đó là các bác thay cả cái ti này. Thời gian tới shop mới nhập được, còn trước mắt thì cũng chưa có đâu nha các bác nhé. Trước mắt chỉ có 6 cái thôi này, 6 cái đi theo mấy cái đầu bò này nhé. Đấy, thì bây giờ sau này shop nhập được thêm ti thì sẽ có ti bán lẻ cho các bác nhé. Thì nói chung là thông báo với các bác và cái bơm Rongsin này là đã có phụ kiện để thay thế, đó là cái bộ đầu bò. Thế còn bộ hơi thì shop vẫn chưa nhập được cái bộ hơi dưới này, nhưng mà đa phần cái bộ hơi này thì nó bền bỉ hơn, nó ít hư hỏng hơn, chủ yếu hư hỏng ở trên hệ thống đầu bò này. Ở trên hệ thống đầu bò này thì đã có cái đầu bò mới để cho các bác thay thế nhé. Thì đây mới nhập được lô hàng có mấy chục cái đây, mấy chục cái nó gói nó bọc rất là kỹ này. Đấy, các bác có nhu cầu thì cứ gọi thẳng cho shop nhé. Hàng thì luôn luôn vẫn là ship COD cho các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền. Thì bây giờ nó sẽ có hai phần, đó là phần đầu bò và phần ti. Thì các bác mua như nào thì các bác liên hệ trực tiếp với lại số điện thoại của shop đi,
để trao đổi về cái giá cho nó dễ. Chứ bây giờ nhiều bác thì mua đầu bò không, các bác thì lại mua ti không, các bác thì mua cả đầu bò cả ti. Cái mặt hàng này cũng là mặt hàng mới nhập được, thì các bác cứ alo trực tiếp để nắm được cái giá cho nó dễ. Ngay khi shop xin phép các bác là không có báo giá công khai cái món bồ thay thế này nhé. Thế còn thời gian tới thì shop cũng sẽ cố gắng nhập được cho các bác, đó là bộ gioăng sim cao su ấy, đi theo cái bơm máy của gioăng sim, và bơm gioăng sim cao su đi theo cái bơm tay của gioăng sim nữa. Nhưng mà trước mắt là hàng chưa về, bây giờ đang về cái đầu bò và cái ti đồng cho cái bơm máy gioăng sim nhá. Rồi mọi thông tin các bác alo trực tiếp nhá, alo trực tiếp, hàng này nó là hàng hiếm đấy nhá, hàng hiếm các bác nhá. Đấy, hàng hiếm, alo trực tiếp cho shop. Rồi xin cảm ơn các bác đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bác trong video sau nhá.